So với Hải Dương 981 năm 2014, thì nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 xâm phạm ở khu vực bãi Tư Chính ở Biển Đông lần này nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần. Đó là phát biểu mở đầu của Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, tại tọa đàm Khoa học vùng biển bãi Tư Chính và luật pháp quốc tế do Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển và Viện Quản trị Doanh nghiệp Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức. So với Hải Dương là một năm 14 thì lần này nghiêm trọng gấp trăm triệu lần. Cái Biển Đông là nút thắt, là cửa ngõ của Trung Quốc. Bãi Tư Chính là nút thắt của nút thắt. Cái vị trí đặc biệt của bãi Tư Chính. Cả cái Biển Đông, xét trên phương diện quân sự, trên cái bản đồ, bãi Tư Chính là cái nút thắt của nút thắt ở Biển Đông. Và hắn quyết tâm đặt chuyện đã rồi, biến cái không tranh chấp thành cái gọi là tranh chấp lưu loa về thế giới là tranh chấp buộc phải nắp và nhân nhượng. Trên nhìn dưới góc nhìn về quốc phòng an ninh thì cái sự kiện này cực kỳ nghiêm trọng. Cái thứ hai là gắn cái sự kiện Tư Chính này với cái sự việc khác nữa cơ. Hai năm nay Trung Quốc đang đầu tư, Trung Quốc đã mua 20% cái bờ biển của Campuchia được không chị ơi? 99 năm. Cách kia đây giá Kiên Giang người ta 100 cây số, Trung Quốc xây dựng cái quân cảng Rim lớn nhất châu Á, không có quân cảng lớn cả. Đến năm 2000 nhanh thì 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc họ thành công, họ khánh thành. Nếu không thì trước khi đại hội 20 vào tháng 10 năm 2022 thì khánh thành cái cảng Rim. Đấy là quân cảng lớn nhất khu vực châu Á. Cách cảng Rim 40 cây số, Trung Quốc xây dựng cái sân bay Darasako. Cái sân bay này với đường băng là 3.450 mét. Trên hành tinh này không có cái đường băng thương mại nào dài thế cả. Đường băng thương mại dài nhất là 2.900 mét thôi. Cái Nội Bài của ta là 2.800. Cái đường băng là 3.450 mét ở cảng Darasako là phục vụ lên xuống máy bay ném bom chiến lược. Những cái B-52 của Mỹ, những cái T-57 của Nga và cái H-6K của Trung Quốc. Hai cái căn cứ quân sự này sẽ kết thúc hoàn thành đưa vào hoạt động vào trước đại hội 20 vào tháng 10 năm 2022. Nếu mà kịp thì 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2001. Khi cái sân bay này xong, cái cảng Rim xong, toàn bộ 5 nước ASEAN lục địa Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar như cả nằm trên thớt. Năm nước ASEAN biển cũng bị khống chế ở Malacca. Chứ phải nhìn cái Tư Chính gắn liền với cả căn cứ quân sự của Trung Quốc Campuchia. Trong lịch sử văn minh nhân loại thì theo tôi biết thì không có một cái dân tộc nào bị ngoại bang đô hộ 500 năm mà tồn tại cả. Duy nhất Việt Nam không có dân tộc có sử dụng vĩ đại gì cả. Nhưng mà 100 triệu người này mà đoàn kết trên dưới như một, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo thành một sức mạnh vô địch. Không có gì bị sợ ai cả, không có kẻ nào dám đụng cả. Vấn đề chúng ta không kích động chủ nghĩa dân tộc, nhưng mà thái độ phải rõ ràng mạch lạc. Đâu đấy người ta nghĩ rằng đưa lên sách giáo khoa phát thanh truyền hình là kích động chủ nghĩa dân tộc, đấy là nhầm lẫn, nếu không có nói là ngụy biện. Lịch sử là lịch sử,